xuất bến. Ui dù con này à? Con này... Ui nhờ con này chả to mà. Chuyến ơi, con này to hơn nè. Cá thì chết mọi người. Cá chết này. Tầm khoảng cân hơn. Sau này có mấy cái con vịt trời kìa, bơi bơi kìa. Hai con. Vịt trời loại này loại bé. Hôm nay ở chỗ dinh trời âm u khá là nhiều. Ôi đây đây, nó bay đây này. Ôi nhìn nó cũng bé thôi nhỉ. Thế á? Bay kìa, hạ cánh kìa. Ra ngoài kia luôn. Muối mới có nhiều đấy. Mùa nước cao mới có nhiều, mùa này. Đang bảo là thời tiết hôm nay ấm u mưa. Mọi người có thể nhìn mây này. Được con chép nào to chưa chú? Trong này rất nhiều cần thủ đang cắm cần trong này mọi người. Hai con chim đang bay. Hôm trước kia thả lưới trong này đường nhiều lắm các bạn, thả một tí là mắc khá là nhiều luôn. Đây gọi như là một hòn đảo nữa thôi. Ôi trong này một đàn này mọi người, cỏ trắng. Vào bờ. Cứng rồi à? Lấy cái xô xuống mới được ạ. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Dinh với cậu Thảo đang đi vào trong đập Nà Tâm, đuôi đập đó mọi người, để mò ốc cho mọi người. Tuyệt chủng rồi. Cháu thấy có nhiều cái con nòng nọc lắm. Hôm trước kia mới thấy nó có trứng một lúc, bây giờ đã thấy đầy luôn. Đáng ngon không? Đây này mọi người, con ốc này. Nhưng mà bé lắm. Ồ, cũng có được đấy các bạn. Cũng có con to mà. Cứ nhặt được một bát to mọi người là. Đây này, nó có những cái ổ ổ này. Cháu cũng không gió. Nhưng mà chắc đi chậm chậm thôi. Là vẫn được. Đây này, mò tay nhiều khi cũng thấy con to mà này. Được, con khá là to đấy mọi người ạ. Đây này mọi người, chỗ có những cái con ốc thì nó sẽ có những cái bùn bùn này. Đó. Đây mọi người thấy không? Nó nhìn khác luôn này. Có rất nhiều nhưng mà con bé thôi. Hôm trước kia đội kia nó còn còn mò được con trai nữa mà. Đi ra cái chỗ cạnh cái khe bảo là đi chỗ ấy. Chỗ này nước lên thì nó sẽ ừ được đó. Đây đi gần như là giữa đầm lầy luôn rồi ha. Có những cái chỗ mà nhìn đỏ đỏ nhô lên ấy thì là cái chỗ đấy là đất cứng, còn chỗ dưới này là chỗ đất mềm. Đây, một dạo nữa ở chỗ này sẽ nứt hết thành chân chim thôi. Thành mảng gọi là sa mạc luôn. Có không có? Có con bé. Sót lại thôi nhỉ. Không phải là
đấy. Hôm nay gió lạnh mà, không khí lạnh. Ô, trên này nước và vẫn nhiều nhở. Trên này có một cái khe nước này. Tiếng. Đây khe nước này. Chảy về khá nhiều. Không biết bình thường không mưa cái chỗ này nó có chảy không? Mới được bằng này nữa. Bây giờ đi lên bè di chuyển thôi. Cháu trèo ra ngoài kia trước nhá. Ngoài kia có một đàn cò kia mọi người. Bay trắng luôn. Dã man thật. À, nó đang bay vào trong này. Có không cậu? Nhiều nhỉ. Thôi, chết rồi thì thôi. Đây là ở đây cạnh này có mà. Nhưng mà nước một nó hai con thôi không? Một hai con thôi. Đấy, con này vẫn còn tươi này. Nhìn này, con này chắc bị gì. Chắc chả như kiểu bị bệnh. Đây. Nhờ. Ồ, con cá diếp. Cá diếp bị bệnh thôi. Tự chết. Cái vây của nó đỏ đỏ thôi. Nó bị đỏ đỏ kìa. Ừ. Thôi đi vào đây tạt vào đây. Con cua cũng không thấy có mấy nhỉ. Cháu nghĩ bây giờ chuyển hướng thôi, đi vào trong cái khe ở trong dưới này. Đây là cái đuôi đầm này mọi người. Đó. Bây giờ Dinh và cậu Thảo sẽ đi bè, đi vào trong một cái khe ở trong này nhá mọi người. Nó có một cái khe đi vào trong này. Dạ. Ui, ở trên này người dân trồng rau xanh ngắt luôn. Nhanh thật nhỉ. Nước xuống một cái là được một vụ rau luôn. Đi qua kia đó. Trong kia gió hơn lạnh hơn mà. Ngoài này thì lại ấm hơn. Nhưng mà cháu nghĩ là chắc bờ bên này lại không có ốc nhỉ. Bởi vì nó dốc quá. Đá. Ré vào khe trong này thôi. Xem là có ra đi không được gì nhưng mà đi giống như kiểu vắng cảnh như thế này cũng hay phết đấy, đẹp phết đấy. Ôi, con này còn chưa chết à? Con gì cậu? Con cá. Ừ. Ôi nhờ vẫn còn giấy. Mồm đỏ chót đấy. Ờ. Chắc chuẩn bị gì nhỉ? Kích điện thôi cậu ạ. Kích điện. Ôi trong này rừng nguyên sinh luôn nhỉ? Cây to thế. Xong rồi. Nhưng mà có vẻ mấy ngày mưa này nó nhảy ít hơn cậu ạ. Hôm trước kia nắng ấy. Nhảy nhiều hơn ấy. Đây này mọi người, trong khe này có một khe trong này nữa, một khe trong này này. Và đây có rừng, có rất nhiều cây to luôn. Con gì vừa động đây? Con gì? Con gì vừa quấy ở đây? Thử xem cái tròn này xem có con gì không? Lục rác của ai đây? Cái này bỏ hoang lâu lắm, nó cứ lục rác này. Chắc vẫn có người chứ. Không. Cái này để cái vứt không. Ờ. Có hai con ốc. Cái dài này có vẻ vào hiệu quả hơn cái ngắn này đấy, cái lục rác này đấy nhỉ.
thế tới này nhưng mà không thấy có. À, có một con. Toàn cá luộc nhiều luôn. Mưa rồi, chạy tít thôi. Trời tối hơn hẳn luôn nhỉ. Chậm hết nhỉ. Đi ở dưới này để cậu đợi luôn. Ra đằng sau nó đi nhanh hơn. Đặt tiếp hơn. Ở đấy được rồi, ra đầu nó lại chìm lắm. Ừ. Ở dưới này đi. Rồi, đúng rồi, đúng. Chuẩn bị đến bến rồi. Đây này, ở đây có một vài cái vó mà người ta để thả tép này mọi người. Lại tuột dưới này rồi. Máy bơm. Ôi. À đây. Ôi, động thân mến. Đây là một buổi chiều Dinh với lại cậu Thảo đi thì được vào này. Một bát tô bé thôi mọi người ạ. Phần lắm. Chả bó vào đâu. Con to nhất thì bằng này. Dinh cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Dinh trong video hôm nay. Nói chung là mọi người cũng cảm nhận được cái không khí. Hy vọng là mọi người thích video này của Dinh. Mọi người nhớ cho Dinh xin một lượt like và một lượt đăng ký vào kênh để ủng hộ cho Dinh với nhé. Dinh cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại mọi người trong một cái video mới của Dinh nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye các bạn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Để mọi người thấy đây. Bây giờ gió thổi này. Có những cái sóng này.